Chào cô chú chị các bạn đã đến buổi trình ngày hôm nay nha. Hôm nay mình cầm dịch thêm bốn con bò cái mà ba con bò cái tơ nha, ba con bò cái tơ. Để em quay sơ lược cô chú anh chị mình thấy nha. Ba con bò cái tơ, hai con kem, một con ba bê nha. Hai con kem, một con ba bê, cái này ba con bò cái tơ này. Đây đây con này là một con cái kem tơ chữa. Mang bầu được 5 tháng rưỡi nha. Rồi 5 tháng rưỡi nha. Con bò cái kem tơ này mang bầu được 5 tháng rưỡi. Bò này chân móng. Chân móng là hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Có đúng nhưng mà hướng hơi ít nha. Bò này bầu được 5 tháng rưỡi nha. Bò này xếp cái trong cái mặt này, xếp lưng này hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Đây. Em mới tắm đó thì nó hơi, nó chưa có phô đó, nó cũng còn màu không đẹp không. Con bò chữa này có giá là 26 triệu nha cô chú anh chị, 26 triệu. Bò này có chữa được 5 tháng rưỡi tuổi rồi nha, 5 tháng rưỡi nha. Bò này em bán chữa thì cô chú anh chị trong vòng gì 3 ngày 4 ngày vậy đó, mình kêu tôi đi gần đó ra khám lại. Nếu mà bò không có chữa thì em kêu bác tài trở về hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị nha. Bò này có giá 26 triệu nha. Con bò này giữa lưng em đo khoảng 1m25 nha, còn ở sau xương khu nó khoảng 1m3. Đo xương xương khu nó khoảng 1m3, còn giữa lưng nó thì khoảng 2m25, 45. Là có kế bên là có ba con bò cái tơ nha. Đây. Ba bò cái tờ, bò này được 6 tháng rưỡi tuổi rồi nha cô chú anh chị, 6 tháng rưỡi tuổi nha. Bò nó lực ghê không, bò này đầu chuỗi nha, xương sóc nè, xương bự cùng đứng thẳng nha. Nè. Bò rất là lực nha cô chú anh chị. Đây, đầu chuỗi luôn, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Nè. Tích nè, cô chú anh chị thấy cái tích không, tích hết hồn không. Dài. Cái bên cũng là con kem Pháp. Con này hơi uống miếng là xương sọc bự to nha. Không có áp xe, bò này không có áp xe gì hết vô chứ anh chị, không có xuống rúng xuống ruột gì hết nha. Bò này nghiêm chỉnh nha. Xe lưng nè. Con bò này không có xé mặt, con bò này hơi nhóm sừng nha. Bò này nhóm sừng. Mặt cục rất là đẹp nha. Đây. Ba con này nói chung là nó cỡ, nó ba nó khoảng 6 tháng rưỡi tuổi hết rồi nha. Con này là con ba bê nha. Con ba bê bông bụng bông trắng nha. Con này rất là lực. Đánh giá lắm nha. Nè, xương sọc đúng yếm nè. Ba con bò này nó khoảng cỡ nha, 1m07-8 đến 1m1 như cô chú anh chị. Ba con bò này một cỡ khoảng 1m07-8 đến 1m1. Bò này nè, sái nè. Bò nói chung là chân móng hoàn thiện hết nha cô chú anh chị, không có áp xe, không có xuống vốn như ruột gì hết nha. Ba con này em xin báo giá là 44 triệu nha. Ba con bò này 44 triệu, được 6 tháng rưỡi tuổi hết rồi nha. Rất là lực, rất là đẹp.
bòn xuống mình xuống móng để đầu chủ luôn nha. Lực bò này cũng nhắm sừng chứ không có ai, không ai nghi bò này quen là nhắm sừng. Em quay rất là sai luôn chú anh chị, chứ không có gần đâu mà hỏi con bò này thì quay sao nó vậy, chắc nó không có dạ gì hết nha. Cho cô chú anh chị mình đây. Ba con bò này có giá 44 triệu, nếu mà cô chú mua lẻ thì một con 15 triệu nha. Lẻ thì một con 15 triệu, còn nếu mua ba con hết là nó có giá là 44 triệu nha. Cái bên con kem chữa được 5 tháng rưỡi tuổi nha. Cái chữa kem Pháp luôn nha. Sinh sống rất là cao ráo nha. Rồi đứng thẳng không áp xe, không xuống uống chút ruột gì hết nha. Bò này có cúng nhưng mà hay ít nha cô chú anh chị. Bò này tơ có chữa 5 tháng rưỡi nha. Bò này có mức giá là 26 triệu nha cô chú anh chị. 26 triệu, sấy tết là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết. Cái đuôi nè, giống như không có lợt phạt trong đuôi nè. Lợt phạt đó. Thì bây giờ em cũng đã cập nhật thông tin giống như hình ảnh của bốn con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào có ân thì nhắc máy alo em, số điện thoại em để trên màn hình, ủng hộ em. Thì đến đây em cũng kết thúc video tại đây. Xin ân ái kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.